Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Frank Muller. Đây là một chiếc nằm trong bộ sưu tập là Color Dream, một chiếc Master Square. Chiếc này thì sẽ mang một cái mã tham chiếu là 6000HSCDT NRDCD, một chiếc Color Dream này. Với những phiên bản của Frank Muller thì mã tham chiếu cũng như tên bộ sưu tập thì sẽ được chuyển khắc ngay tại phần đáy. Đây là một chiếc sử dụng thân vỏ bằng thép không gỉ 316L cao cấp và được mạ PVD màu đen. Chiếc này thì cũng có một cái bản vàng trắng nguyên khối và được mạ PVD màu đen. Tuy nhiên thì bản đó thì cái giá retail của nó rất là cao. Đặc biệt chiếc này của chúng ta thì sẽ sử dụng một cái mặt sồ cũng như phần niềng benzen được đính rất là nhiều kim cương đen, toàn bộ là kim cương thiên nhiên zin của hãng em nhé. Thường thì anh em sẽ thấy là những viên kim cương màu trắng dạng trong suốt. Tuy nhiên thì chiếc Frank Muller của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ sử dụng kim cương và kim cương đen, một trong những kim cương rất là hiếm trong những cái dòng đá quý cao cấp. Toàn bộ là kim cương zin anh em nhé, những cái viên kim cương được Frank Muller tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Chiếc này của chúng ta thì sẽ có cái đường kính là 42,4 x 42,4, một chiếc dáng tanh hình vuông và phần càng thiết kế dạng cụp, phần thân thì được thiết kế cong này để ôm lấy cổ tay của anh em. Và với cái đường kính của chiếc này thì nó sẽ tương đương với size tầm loanh quanh tầm 41mm của phiên bản mặt tròn 41-42 anh em ạ, cũng khá là to. Đó, mặt kính sử dụng cũng là một cái mặt kính sapphire cong này. Với một chiếc Frank Muller sử dụng một cái mặt cong như này thì nó sẽ tốn rất là nhiều sapphire khi mà hãng họ chế tạo ra chiếc Frank Muller này, vì tạo ra một cái mặt sapphire cong nó dạng hình cầu vồng như này á thì nó không hề đơn giản đâu ạ. Nó sẽ xảy ra rất là nhiều những cái rủi ro và tốn rất là nhiều sapphire thì mới chế tạo ra được một cái mặt kính này. Ở đây thì chúng ta sẽ có nổi bật thì sẽ là một cái nền đeo màu đen này. Nền đeo màu đen bên trong thì toàn bộ là kim cương đen rồi, và những cái cọc số của chúng ta thì được thiết kế đủ các màu dạng kiểu bảy sắc cầu vồng rất là rực rỡ. Từ bộ kim này, kim giờ phút cũng được tạo hình đẹp, với kim dây của chúng ta sẽ được thiết kế màu đỏ nổi bật. Một chiếc Master Square từ những dòng chữ, những cái chữ cái đều được thiết kế bằng rất nhiều màu sắc tương ứng với những cọc số, và một cái vòng tròn chia phút được đặt tại chính giữa tâm điểm. Chúng ta sẽ có núm chính nằm tại góc 3 giờ. Đây là một chiếc lướt độ mới rất cao anh em ạ. Đi kèm thì sẽ là một sợi dây cá sấu bản rất là to nhá. Phần khóa của chúng ta thì cũng được đính 8 viên kim cương này, kim cương đen, và khóa này là khóa thép mạ PVD đen. Phần đáy được thiết kế kín đáy. Chiếc này thì mang cho mình cụm máy automatic với quả văng được thiết kế bằng PT950 mạch kim. Cụm máy FM800 với 21 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 bph, tương đương với 4 Hz và thời lượng chiếc cót là 48 giờ. Đó. Phần đáy của chúng ta cũng có đầy đủ những cái thông tin được trải phay xước. Với chiếc Frank Muller này thì bên mình về với tình trạng là lướt độ mới cao, giao lưu lại với game mức giá là 146 triệu. Hàng đang có sẵn tại địa chỉ là 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để anh em lên tay thử sản phẩm. Anh em ở xa bên mình có hỗ trợ ship COD, anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu.